bánh đằng lông bà à, đằng lông ngũ hành à, bà nói ha, bà là một ha, cái là bà Chúa là hai phải không á, là Quan Âm là ba phải không á, Hoàng hậu Quan Âm là bốn, rồi bà Thiên 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 là năm bà đó, qua bà tỷ tỷ nữa, qua ông vua nữa là bảy đó, ngôi vua là số bảy này phải không à, riêng bà đây hả là ra 100 vị đó, là ba cõi, ví dụ như bà nói đời ông Cố, đời ông Sơ, đời ông Sẩm của con là gì thôi à, là ba đời em, như ông Sẩm, ông Cố, ông Sơ là ba đời phải không, cái là ông nội ông ngoại là cha con là sáu đời đó, các bà nói thêm nữa là chín đời là bà đó, chín đời nhà ông Nguyễn là bà, chín đời thì con nhân lên là 90 đời, 900 đời, 9 tỷ đời. Ông Nguyễn ra lâu Nguyễn lắm rồi, ở lúc mà bà tiên qua Nam biển á là kêu trái đất lên, là tới bây giờ con biết gì chưa, biết bao nhiêu đời luôn, bà đi hoài mà giờ con hỏi là con mấy tỷ tỷ năm hả bà? Đúng rồi, trời ơi, con nói hay quá, câu này hay dữ à nghe, wow. Ô nãy giờ nói đường câu hay dữ à nghe à. Trăm mấy chút vị đó là bà chia ra cho chúng nó làm việc trong trái đất, rồi cái bà thấy thiếu quá có cho thêm 100 vị nữa à, cái như vậy là cũng còn thiếu nữa thì thêm nữa, tăng con người con lên. Chứ hôm trước bà lại bà ngồi ghế đó đó. Tại vì gia đình của bà mà chứ bà không tới được, muốn ăn nào. Ở đây có rất là nhiều phong cảnh, tại sao là bà lại chọn một phong cảnh là hai bên là có hai ông? À vậy hả? Vậy chứ hai ông này con bỏ rơi được sao? Hai ông này là đi theo bảo vệ cho bà từ lâu giờ trong trái đất á. Vậy đâu không có chứ á. Hai ông này là kêu hai ông gì hả bà? Hai ông hổ nè, con thấy không? Hai ông hổ nè. Hai bên là có hai cô liễn đó là nó đi gì á bà? Con nè, mãnh liệt cao cường. Ô trời. Phó Hưng Lý. Phò Hưng Lý nó phò bà đó, con hiểu chưa? Bà là vua, bà là tiên, bà là thánh. Đi đâu không phải có vua. Con thấy ông ai có đó, triều đình bên bà đó, đây nè, cũng là triều đình đó. Ở trong triều đình luôn á biết không, mà có thân đó. Con thấy vậy đây, ông hổ đâu, có thân y gan như con vậy á, là tốt hơn nữa. Bà cho thân tốt lắm, thằng tiên luôn đó, cho thằng tiên vô đây nè, đi đâu cũng có là bên cạnh là người đứng lên rõ ràng. Con muốn ăn hiếp của bà thì không phải dễ đâu đó, hùa cắn chết mà có thân người đó. Con biết nó là ai không? Ai vậy? Là sư tử kìa. Đó hen là ông vua bà đi ghế đó đó, leo lên đó đó, phải kiếm ông vua cầm, ông hiểu chưa? Đó. Có cái kiếm ở trên lòng sư tử nữa kìa bà. Cái đó là của ông vua, khi nào ông vua leo lên là kiếm nó vô người. Bà cũng có kiếm đây nè, đó hai kiếm hai bên nè, tại con thấy là nếu mà con có bài gì đó hen, hai kiếm này cho chừng đó. Đây nè. Hai bên. Nói gì bà bảo vậy nghe bà. Ngoan, con đừng đụng tới bà chuyện gì, đừng có xấu được rồi. Ngoan được con ngoan. Con ngoan, hai ông mày ngoan lắm rồi đó. Con bên đây là gì bà? Đây nè, con nhìn đi đó, hổ đó. Hổ quay, hổ quay, dạ, 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 ha, ha. Hổ quay, mãn lực, hộ Lê Dân. Giống lực hộ Lê Dân. Lê Dân là con biết gì không? Là gì bà? Ngoan quá trời ơi, con nói đúng rồi. Ngoan vậy à, vỗ tay lớn lên nào, vỗ nào lớn lên ngoan, như vậy mới được chứ, tốt quá rồi. Ngoan. Con vợ con đó hả? Nhỏ này sao mình út y vậy? Đúng phải mập á. Bà 80 kg đó nha. Mấy mình? Bà 80 đó, coi cần mà nhảy lên con coi nào. Mà bà đâu cuốn như con vậy? 80 đó. Chắc con chừng 56, 57 cái gì? 70. Ồ, nhỏ hơn bà 10 kg rồi. Ngoan phải không? Ngoan là nói vui một chút nghe, ông này là ông sinh tử. Bà ơi, sao cái lễ của tháp tới thì sao bà không đi xuống dự lễ bà? Tháp nào? Lễ của tháp ở dưới tháp 10 chứ. Mộ bà chứ. Nơi nào? Ở bên của tháp nè. Vậy hả? Từ từ bà qua. Ngày mai, ngày mốt vua về, vua chở bà đi. Xong hết rồi, xong lễ rồi, ngày nay xong rồi. Lễ có nghĩa bà tới để làm lễ, lễ này lễ kia, là bà là vua trái đất. Bây giờ có tượng hình trái đất đứng lên rồi. Rồi hồi trước là tượng hình Quan Âm đứng nhiều lắm, bây giờ tượng hình trái đất luôn á. Bà nói với con là như vậy, cái chuyện là chúng con đi lễ, còn chuyện của bà là chuyện của bà. Bà là vua trái đất, hiểu chưa? Bà có thể bà biết những cái chuyện gì bà chia sẻ cho biết luôn không bà? Thì bà nói hết cho con rồi, bà là tiên, bà thánh, bà là tiên tổ, có nhà tiên tổ chính đó, có nhà tổ tông.
ngoan rồi con, là trong nhà tổ tông không đó mà mới tới với bà có chưa à, ngoan như vậy đó mà. Bà còn có bà chúa ăn nữa, bà là vua, bà kia là chúa, hiểu chưa? Trên đời là được ba bà lớn nhất, rồi thêm bà hoàng hậu là bốn bà. Là hoàng hậu hiện tại giờ đang ở đâu? Bà hoàng hậu thì bà cũng có cưới cho ông vua rồi, hiện giờ như là ở tháp 10 hay gì á. Chắc ở bển quá à. Tại vì bà ở bên đây thì phải gặp các con, tại năm nay ông vua phải lên đời, có nghĩa là lập đời đó. Lập đời lợi, con hiểu chưa ngoan? Lập đời lợi thì cũng phải nhờ con quay phim chụp ảnh cho bà. Còn hàng ngày thì bà đứng ở đây là trời chụp đất chụp cho bà, không cần con. Chưa là mấy thiên kỷ nay bà đi hoài ở đâu cũng có hình, lý do là hình của bà vô một cuốn album dày cao như nè, là cả mấy chục cuốn, tính là chắc cũng mấy trăm à. Ủa nè, bà giờ mấy cuốn album nằm đâu? Nằm đâu, ông vua giữ hay là trên triều đình giữ, bà để đâu đó đó. Bà có tủ riêng. Tủ riêng là tủ rộng cả trái đất luôn á, tại vì bà vua trái đất, hiểu không? Con đừng hỏi nhiều chớ ngoan, có chuyện gì nữa, nông dân đồng bào bây giờ sao rồi, con kêu lại gặp bà lại tay đây nè. Con lại nói con thiết dân đồng bào đâu rồi, mau đi lại với bà ở đằng nhà Định Phong á. Con tiếng gì không nói được nữa hả? À, ngoan ngoan, bà thương rồi, ở chuyện để cho bà lại hen á, ngày mai ông vua về tính. Ngày mai 28 hả con, 28 Tết hả? Hai bữa 29 ông vua về. Anh chém vui gì ạ? Chưa tới Tết bà ơi, tháng sau á. Nè bà cũng không biết nữa à, để coi lại coi, bà không nhớ, bà không nhớ tháng sau hả? Có khi nào bà có đi núi không bà? Anh núi ha, bà ở núi không à? Ở núi, bà ở núi nào vậy? Trời, bà nói với con là núi trái đất á, núi Xanh Dần nè. Bà núi trời, bà ở trên trời, bà ở trên Triều Tiên. Cái bà xuống đây, cái bà nhỏ 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 lại như giờ nè, cái đặng bà đẻ ông vua ra. Không, hoặc bà không bao giờ chiều. Đó là bà ở luôn cái này, lý do là muốn lập đời lại, lập đời cho con đứa này đứa kia lại đó, để đứng lên làm việc có chưa. Để bây giờ có biết không, mấy thằng nhận bà nó lén lút hoài vậy, nó trốn bà đó. Rồi bà có chết đâu, nó chết thì bà chết sao, nó trốn thì nó chết, mà bà kêu nó hoài nó không ra, kêu nó hoài nó không lên tiếng. Là vậy đó, cho nên bữa nay con phải chụp hình nào. Ngoan hả? Con nào cũng ngoan nha. Ngoan. Bà biết con ngoan rồi. Bên trái đây là ông hổ màu trắng, rồi bên phải đây là ông hổ màu gì lạ quá bà. Bà nói cả đây là hai ông yêu của bà. Ông vua thứ nhất, ông vua thứ hai. Ông vua thứ hai, ông vua thứ nhất, ông vua thứ hai cứ đổi qua đổi lại đó. Cho nên vậy đâu cũng phải có hai ông vua. Ông mẫu này là ông mẫu bạch nè. Lúc rồi ông mẫu bạch phải rồi. Tao thường nói là công tử bạch hay là ông vua bạch hay là ông quan bạch hay là ông gì cũng được, yêu cầu có chị bạch được rồi. Hiểu chưa? Ông bên này là màu sắc thì màu gì? Bà nói với con đây là ông vua. Dạ mà. Con suy nghĩ lại kia, con là coi có ông vua không? Là ta nói là ông cọp đó, là cái gì đó, ông ngựa, ông phải ngõ. Ông cọp á, đúng rồi ông cọp. Vậy tuổi dần á, ông cọp là ông hổ. Đúng rồi đây nè, ông hổ nè, đây nè, ông hổ nè. Nãy giờ con nói hoài chữ hổ đâu, chữ hổ nè, chữ hổ nói lên rồi đó. Dạ bên đây nữa. Bà nói chữ nào ông hổ, chừng bên đây hổ, bên đây hổ. Bên đây là màu trắng là ông bạch hổ. Đúng rồi. Bên này cái ông màu này là con chưa nhận ra là màu gì. Vậy bà nói với con là bạch hết, tại có màu vàng nè. Ông hổ mung á, vàng hổ mung á, hắc hổ quá bà. Vậy hả, con hiểu nhiều hơn bà vậy đó hả? Hắc hổ à. Bà thì không có ý kiến nhiều với con, bà ông nào cũng hổ hết trơn, ông nào cũng bạch hết á, bạch nào vàng à, ngoan. Ông bên đây là ông bạch hổ, ông bên kia là ông hắc hổ. Còn ở chứ giữa là bà đó. Chính giữa là bà sao? Bà ngồi nè. Rồi nói bà ngồi, bà đồng ý à, ngang ngoan ngoan. Bà con biết nói chuyện nhiều hơn bà nữa. Ý nghĩa con ngoan quá, chứ bữa nay con nói chuyện hơn bà nhiều vậy. Ông này lì không bà? Anh biết bà nhìn nó hoài, biết sao nó lì lì hay giò, nó giống bà nữa, ngộ giò giống ghê luôn vậy. Nãy giờ nhìn giò nó hoài, sao nó giống bà dữ, không biết nữa. Đứa bên đây giống bà nhiều nha. Cho hai đứa hai móng giò giống. Đứa bên đây giống bên đây hả? Ngoan rồi bà thương nha. Ngoan đây nè, bà nói với con là cái lưng bà dài lắm. Cái lưng bà dài hơn cái giò bà nhiều, con hiểu không? Còn cái giò bà dài bà ơi, suốt đây bà làm nhiệm vụ gì vậy bà? Nhiệm vụ đẻ ông vua ra. Vậy vậy? Còn gì đâu? Mấy thiên kỷ nay đâu có đẻ, bây giờ phải đẻ. Con biết không, bây giờ đất nước nó loạn lắm. Nếu không đẻ ông vua ra là nó ganh với nhau, nó tranh với nhau, nó muốn giành miếng đất này.
đất của bà đây bà luống chẻ ra. À, đất nước bây giờ nó là lộng cỡ đó rồi đó. À, nó muốn chia ba sẽ bảy, nó là một, hen là thằng Miên là hai, cái thằng bông lúa vàng bà cho đội cái nón, khi nào con thấy nó đòi cái nón bông lúa vàng, hen nói với thằng Miên là hẹn nhau. À, là nó nói thôi mày Miên ở bên kia, tao Nam tao bên này. À, bây giờ nó già dữ lắm hiểu không, nhưng bà không thèm nói trái đất của bà nó trẻ được không, trẻ đi. À, bà nói với nó vậy đó, rồi bà không làm thinh, bà đi hoài vậy nè. Cái bà nghĩ chỗ này bà nghĩ chỗ kia, cái nó cũng không làm gì bà, cái bà cũng không nói tới nó trơn á, là gì đó ngoan. Dạ à, bà ơi, ở ngoài kia cái chỗ gần nhà bà ở bà con Lê Văn ở đó, là Lê Văn Bá Tánh ở đó, nói là bà thường hay là bẻ bông sạch hết ở ngoài đường đó. Okay. Bà nói trái đất của bà là hồi đó bà kêu đất lên, bây giờ mấy cái cảnh này là bà trồng chú bộ, là của bà hết đúng không, cây cảnh này là bà cho chúng nó trồng. Ví dụ như bà kêu con chồng phải không, bà không kêu con mà kêu con quay phim với bà, còn cái đứa kia phải đi trồng cây. Ở trồng cây như thể trồng người đây nè, đó rồi trồng cây như thể trồng người thì bà trồng cây cao vậy phải không, rồi bà nuôi con ngày lớn lên vậy hiểu chưa, bà nuôi hết đứa này nuôi đứa này nuôi đứa kia, bà nuôi tất nhỏ tấn lên thấy chưa. Hai ông vua đây đó, bà nói với con là gì đó, trên đời là gì. Rồi con em bây giờ có đứa thì nhận bà, có đứa thì không nhận. Ừ. Có đứa thì con thì nghĩ thôi, con hai đứa con nhận bà không, còn đó cái thằng nó nhận có phải đúng lại gạt đầu không, gạt đầu đi te gì nó xem thường bà. Trời, có gạt đầu không bà? Để có gạt đầu con thấy bước vô nó có dòm tới bà đâu đó đi đó. Ờ, vậy là nó là sao bà? Bà nói nó hổng á. Gì? Ừ, là bà không, không để bà ha. Nó không thấy bà thay đưa đúng, mà bà ngồi đây thấy đúng là gạt đầu rồi đi phải không, gạt đầu á. Hút đi chạy rồi. Bởi vì bà không ưa nó. Bà thấy nó đi hoài thương trường, bà với nó cùng đi mà nó không gạt đầu với bà. Còn bà hỏi con ở đây đình phong của bà cũng nói đâu, bà lết lại hoài vậy đó. Nó lại hoài rồi nó kiếm ăn, rồi nó kiếm uống, rồi nó kiếm đủ thứ trong đình này. Bà nói con gạo đem lại đây đâu phải là gạo của nó đâu. Cái thằng đó giữ đình thì nó ăn bà không nói đi, còn thằng này đâu có lợi. Cái lạ quá ha. Cũng con nhân dân vậy mà tại nó không nể bà. Rồi thôi luôn, cái thằng giữ nó cũng nể luôn đó. Nó kéo nhau vậy đó, là do cái bông lúa vàng cho nó đó. À, bông lúa vàng là ví dụ như thằng kia thằng nọ xả lúa đó, đó vậy đó, hai đứa kia xả lúa đó, bà cho nó học giống nó xả cái đem lợi cho cái thằng giữ đình ăn, rồi cái thằng ăn đâu rồi thêm cái thằng nhỏ nó ăn nữa, rồi kéo với nhau ăn hoài vậy đó. Còn bà cho cái đứa đội nó có hai cái bông vàng thì nó không tới giải quyết chuyện gì chứ. Rồi bà kêu ghéo hoài nó cũng không tới, cái bữa bà đói xanh gân luôn, bà kêu nó bà ghéo luôn cũng không tới. Rồi đổi thừa tới không gặp bà, mà con gặp nữa. Bà ngồi đây chứ đâu mà nó nói tới không gặp bà đâu. Bà ơi, bà xem lẫn nhiều khi tới không gặp bà. Chắc nó hổng với bà. Dạ bà ơi, thì mỗi bữa thì bà đi ra ngoài đường ngồi ở đường á, rồi cầm bó bông, rồi sao bữa nay không thấy bà ngồi đường cầm bông? Hồi nãy bà ngủ một giấc chứ bà lo chuyện đất nước nhiều quá. Rồi bà mới giật mình vậy thì con lại kêu đó. Thành ra bà học có được ở không, con suy nghĩ không mà bây giờ lập đời lợi cho ông vua thì cũng phải lo nhiều việc, lo mấy thiên kỷ rồi, lo học cái đời mà cho con xuống đất đây, rồi cho thằng bông lúa vàng xuống nữa, mà lo mấy thiên kỷ rồi lo hoài cái trái đất không xong. Cái gì mà cho con xuống nữa? Vậy chứ con ở đâu ra? Thì bà cũng nắng con ra đó, cha mẹ con đẻ con nhưng bà nắng đó, mụ bà đây. Dạ. Mụ bà đây, bà mụ bà. Ừ, đúng rồi. Đúng, ngoan, hai đứa này biết cách lần tốt mà. Mụ bà có mụ bà mới có mình. Đúng rồi, bà nắng đó, con chim con cu gì bà nắng láng hết trơn á, con cu đằng kia một vườn kìa, là cu người ta nuôi nó bày bày đó, hen, bà nắng luôn phải không, con chim bà cũng nắng luôn phải không, chim bay trời nắng, chim trời cá nước không. Thì đứa kia nó không nhận bà, nó không nhận thì con nhận, bà không nhận. Con nhận thì bà cho con về tổ tông. Vậy đó. Tổ tông bà có nhà tổ tông con thấy mà. Chúc bà chỉ cho. Ở nhà tổ tông họ gì vậy bà? Thì nhà họ Nguyễn. Không? Họ Quỳnh cũng được, rồi họ gì cũng được, họ Lê cũng được, họ gì cũng được. Vậy con họ gì? Dạ con Nguyễn. Nguyễn Hoan rồi, với con của bà rồi. Đứa này. Hôm Mai. Thì cả. Con Hôm Mai. Hôm Mai. Dạ. Thì bà cũng nhận luôn. Tại vì họ hồi đó là bà cho. Khiến họ bà cho hết. Họ gì bà cũng cho chân. Họ Mai tốt quá vậy. Thì Mai Phước. Mai Phước lớn. Tốt không bà? Tốt.
Vì năm nay con tốt rồi, con xài điện thoại 2 cái luôn. Ờ, con nói hồi ông vua nghe, ông vua cười giờ nè. À. Ông vua nghe, nó phải nghe đó à. Con đừng có chết luôn nha. Thành đại gia, con xài điện thoại 2 cái. Bà hô cái này hơn nữa. Cái này thấy hình của bà nè. Cái này rẻ nó à. Cái này rẻ ngay đó. Ngoan, bà thương à, bà thương nhiều à. Thằng này á, thằng này chắc ông vua cho ra đời, thằng này chắc ông nhà vua cho à. Bự bự cao cao gáo này chắc cũng được à nghe. Cho về nhà tổ phải không? Mà cho về nhà tổ này, cho về nhà tiên phải không? Chết mà. Này nhà tổ, này nhà tiên ha không bà. Tiên với tổ nào cao à? À bà nói là chữ tiên với tổ dính liền. Tổ tiên không nói thôi. Tổ tiên. Không nghe không tắt nghe. Bữa nay đứa ngoan quá. Tổ là tổ là tổ tán, tổ thầy ở dưới trần gian phải không bà? Đừng có nói à. Quan Âm là tiên tổ của các con, đẻ không cố không sao, không sợ không sẵn không con ra. Tiên là tiên thánh đó bà phải không bà? Đúng rồi, chữ tiên quan, chữ thánh có chừng đó à. Còn tổ là tổ ở dưới trần gian phải không bà? Trần gian đâu có trên cao hết á. Tổ dưới này tao làm thầy làm thợ mà. Trời sao ơi, trần gian kia con đừng lối nó ra, bà không ưa nó. Mấy đứa đó nè nó gặp bà là nó sợ. Nó làm tổ làm dưới đất con thấy đen, nó làm này kia nọ, nó nói này kia nọ con nghe đen, nó gặp bà nó sợ lắm. Bà không ưa nó. Ngoan thì các bà nói con nghe đi. Ngoan. Ngoan rồi, chiều nay tốt lắm, mấy giờ rồi? Quay tới chiều đi, qua tới chiều đi, rồi hỏi nghĩa này nghĩa kia, bà nói hết cho con bữa nay. Coi chừng ngày mai ông vua về đó. Về hả? Ừ, ông vua hứa với bà là ngày mai về. Bà có nghe nói ông vua nào cho con tiền xài không? Thì con sống đi, con về nhà tổ, tông tổ tiên đi rồi bà lo cho. Ngoan. Dạ yeah, ngoan thấy không nè, ngoan à, quên bé cái bông cầm tay nữa, thường cầm nhiều quá, chúc mẹ cảnh kia đi à, cảnh đó. Chúc một bé nữa bà. À, chúc là xin một nhánh bông, mà khi ngồi đây có nhánh bông ngoan hơn. Bà mà bữa nay mấy cây này lên nhiều quá rồi, bữa trước thấy như lú, bữa nay nhiều quá có mấy rừng. Bữa nay là tôi định hết sạch bông rồi bà. Bà nói mùa Tết lên nhiều lắm, cây nhỏ nhỏ mới lú mọc mọc. Mà bữa nay lên cao quá trời rồi. Bà hái hết trơn rồi, lấy gì bông lên nữa bà? Nói không có phải, cái chuyện bà hái là bông nó lên, không hái nữa tàn bông, hiểu không? Còn cái này cây, cây mọc. Ôi mấy từng bà hôm qua mà cây mọc lên tốt quá. Ủa sao mấy cái bông đó bà không để cho nó dính trong cây cho nó tốt, nó tươi, nó đẹp đi bà? Bà nói với con bông nội nọ, bông chỗ ra thì bẻ để trong ngày mai á, ngày mai nó héo. Nhưng bà cầm là với lý do là bà vua trái đất phải cầm bông. Tại trái đất lúc nào cũng muốn bà bẻ bông quả chưa? Bà vui trái đất là sao không hiểu cái gì bà? Có thể bà giải thích được. Bà nói hiểu luôn bà. Nè, vui trái đất lại do là bà tiên là Quan Âm tiên phải không? Rồi Quan Âm thánh phải không? Rồi cái Quan Âm tiên, Quan Âm thánh là Quan Âm bà rất là nhiều Quan Âm. Bắt đầu bà nói trái đất mau lên. Đó là bà vui trái đất. Vì trời đó có đất đâu, có chuyện ấy bờ biển không đó. Cái biển nhỏ nhỏ vậy thôi, bà nói trời ơi biển này phải có bờ. Cái bắt đầu bà nói ha, thì có bờ, cái bà nói gì, cái tiên cái thánh nói cái đầu, cái có cái bờ. Có cái bờ lên, cỏ lên, cỏ lên, con suy nghĩ coi ăn gì giờ, có lúa. Cái bà mới nói sao mà được 2-3 bông hột lúa, từ có thấy nhiều một chút. Cái bà nói là thôi đất lên, có thêm cái bờ nữa đó. Cái từ từ là dày dưới đây nè, đất lớn lên vậy, càng ngày càng rộng ra. Hiểu không? Nghe nói là bà nữ hoa tương đương đó là mới mẹ cái đất đó bà. Thì bà đây. Bao nhiêu bà con bà hết trơn á, bà là 5 bà, là 7 bà, 12 bà, rồi á là 90 bà, rồi 120 bà cũng bà luôn đó. Con hỏi hoàng bao nhiêu à? Năm mẹ ngũ hành cũng là bà hả bà? Đúng rồi, năm mẹ ngũ hành là bà, nãy giờ bà nói con nghe nữa hả? Thì dạng ba ngũ hành lai nữa bà. Ba ngũ hành đây nè, chú ban, hổ là ban, chưa, ô hổ hổ hổ, a nan bận ban. Con hỏi hoàng con vô cái kia, cái nọ, con đi tròn trái đất là hổ đó, là ban đó. Không, chứ bấy nhiêu thôi, con hỏi hoài bấy nhiêu, tại vì bà là nhiều bà lắm. Ông mắc khổ lắm, ông nhìn con là bà. Đúng rồi, ông nhìn đó, tại vì con hay hỏi này hỏi nọ là con chừng ông đó. Dạ. Yeah. Ông hổ này nhìn bên đây. Ông hổ bên này nhìn con. Nói hai đứa nhiều chuyện đó. Đi quay cảnh khác đi. Ông nói kêu nó quay cảnh khác đi, chứ bây giờ ở đây nói chuyện hai đứa này nhiều chuyện. Bà nói có đó nghe. Ủa con ngoan mà, nhiều chuyện đó. Nói là bây giờ thằng Linh Thánh Linh ở đây bây giờ ở trước mặt rồi các con cứ nói hoài, nói dèm, nói tha, nói đủ thứ à. Rồi cái nói ông nói bây giờ con cứ hỏi bà hoài gì sao được. Đã vui trái đất hỏi hoài. Ngoan. Lộ cơ hả bà? Ngoan bà đây. Thì nói nhiều quá lộ cơ ha. Bà nói bà
thiên cơ là bà. Đó thì con mèo nó sợ nó chạy. Ừ, mèo của bà nữa. Bà nói ha, mèo á là... bà ơi, sao mà một mình bà mà lại chứa được nhiều người vậy? Bà nói với con nghe ha, cái bà đi hoài ở trong trái đất, bà đi hoài, đi muôn đời muôn thở, bà đi hết ngày này sang ngày nọ, bà đi mấy chục thiên kỷ, mấy ngàn thiên kỷ. Nói hồi xưa có mình ơn bà không à, mình ơn bà phải không? Nhưng mà cái đi hoài cái nhiều người vô. Ờ, như con ngày hôm qua con tới, ngày hôm qua con tới phải không, hai đứa phải không, cái bữa này thêm hai đứa, thêm hai đứa, thêm hai đứa, thêm hoài, biết thành ra bà nhiều người vậy đó. Có nghĩa là hôm qua con tới bà phải không, rồi con cũng tới ha, rồi nhỏ kia thôi nhỏ tới không, cái một ngày tới với bà nhiều nhiều ha, cái nhiều ngày cái là nhiều nhiều người tới với bà, ở trong thân bà luôn đây nè, nói qua ông thân bà, nói qua ông thân bà, cái ghét đây nó thành ông vua của bà thì, rồi cũng như như sao, tại vì bà thương nó quá thành ông vua. Tổng cộng là một trăm mấy chục vị mà đều là bà. Ở đâu giờ bà làm hết việc được một trăm mấy chục vị đó là bà chia ra cho chúng nó làm việc trong trái đất, rồi cái bà thấy thiếu quá cái cho thêm 100 vị nữa, cái như vậy là cũng còn thiếu nữa thì thêm nữa, tăng con người con lên thì cũng con người thôi chứ có ai đâu. Cũng như là bà mẹ ok nó như thế nào hả bà, thì mẹ đây cũng mẹ luôn đó. Chứ bà nói bà 120 bà con hối hoài, bà là 120 bà con hối bao giờ hết 120 bà đâu rồi, vậy hả? Ngoan rồi, bữa nay giống bà gãy đầu nữa. Thì ai cũng là bà hết trơn hả? Bà nói trong thân bà hết trơn á. Mấy trăm bà cũng ở trong thân này nè. Anh chú bà nói là bước ra làm nhiệm vụ hết cho bà coi, cái là bước ra đó. Buổi sáng là bà nói ở nhà vua đâu hết rồi. Nhưng bà vua đây bà nói vậy đó. Bà sáng sớm bà nói nhà vua đâu hết rồi, cái bước ra, cái ông vua bước ra nói mau làm nhiệm vụ coi, là đứng đó hoài hay sao, nhiệm vụ ai đi biết. Cái bắt đầu hiện lên là cả trăm con người ta, đó gõ chưa, ý nghĩa là vậy, ký vô, ngoan, đó. Ngoan, hình ảnh của bà thấy rồi, ngoan. Bà thấy hình mình đẹp không bà? Đẹp, bà lúc nào cũng đẹp đó. Bà thánh mà ông đẹp sao được, có lúc bà tiên con chưa hay à, lúc Quan Âm con chưa thấy luôn à, Quan Âm liền thấy không, bà nhắm mắt lại là Quan Âm về, trong thân của bà hiện ra. Đâu rồi, bà nói câu gì cái bà, rồi bà nhắm mắt lại bà nói thử câu gì chứ. Con muốn câu gì? Muốn câu thằng chú đi bà, Quan Âm á. Câu thằng chú nào? Đọc cho cái một bài và thằng chú đi bà. Ủa chị, bà trái đất biết nói sao, thằng chú này thằng chú nọ, mày bảo Quan Âm á, đứa kia kìa, Quan Âm ừ. Nhập về bà đó. Trời trời ơi, bà là bà Quan Âm, ai nhập nữa? Bà Quan Âm mà. Con thằng chú. Bà nói ha, mấy cái thằng mà hay nhập cái hen là nó lịnh. Ý dù dụ nó giống con phải không? Con nó nói là Quan Âm vậy con, Quan Âm vậy con. Cái chút xuống chút xíu nha, nó nói cái gì tầm bậy tầm bạ là bà không có biết. Tại dưới kêu bà về mà, bà về nhưng mà nó nói. Yeah. Tại vì biết không, nó muốn ăn tiền con đó, mấy thằng đó đó. Nó nói tầm bậy tầm bạ, nói cái này cái kia, nói tại vì bà nhiều khi ma nói, ma thần ma thánh gì nói tầm bậy tầm bạ, cái hồi cái lấy tiền, cái hồi cái nó lấy ông kia mấy chục ngàn đồng bạc đó, nó lấy cả trăm ngàn luôn á, cái nói hay quá, cái chút nữa cái ăn 200-300 ngàn gì đó vô. Ủa, bà chơi này bà còn nhớ cái câu mà cái câu mà thằng chú mà để đọc lên cái gì này, cái dòng của Tài Thiên á. Trời trời ơi, cái đó hả, bà liền cái là vô cái đầu nó, cái đó là chiếu phim tay vô ký rồi, nó cứng đầu bà liền vô, bà nói vụ đứa này cứng quá bà liền cái dòng vô, bà biểu đi làm việc liền vô, có con chú nào đọc cái gì đâu không có đọc qua chân á, bà liền vô bà nói mau nào, Quan Âm dạy nào. Là hồi nãy giờ bà biểu đi làm việc gì tại sao cứng đầu cứng họng không chịu đi ha, ý giờ là Quan Âm nó ý kiến nghe, cái con đi kiếm thằng kia thằng nọ, cái nó mời bà về, nó Quan Âm mau về với con, cái đầu nó dẻ duyên này, nó dẻ duyên nọ, dẻ duyên kia, là nó nói là câu thằng chủ đó đang ăn tiền con đó. Gì đó hả bà? Nói đó là phim khác ngoài khác ha, đúng rồi bà, thật đây con nói giả
Nó mời thằng quỷ, thằng ma, nó mời đủ thứ. Cái nó nói ông rồng về, ông rắn về, nó nói đủ thứ, nó nói ông này về. Cái bắt đầu nó vẽ viên căn hội, nói là bữa nay hai ba ông về thôi, lấy 200-300 ngàn đó, ký vô. Giờ cái ông tài thiên đại thánh giờ ông ở đâu hả bà? Bà nói với con là thiên thánh là trong cái phim đó là Tây Du Ký. Ở cái đó nhà vua ra diễn. Rồi hay là bà mời con hai đứa vô diễn gì đó, ấy vô đây là tài thiên. Dạ, con thấy trên phim này vòng bay trên trời, ghi nhắc luôn có. Ở đây nè, ông rộng nè. Con tài thiên, đây tài thánh phải không? Đây tài thiên, tài thánh phải không? Mời phim vô diễn, vô dây là vậy đó, hiểu chưa? Hiểu rồi, còn ông rộng kìa. Mà nhà này đầy đủ đó, đây là nhà tài thiên, đây thánh, nhà đình Vĩnh Thông. Đình là bà, chưa? Bà đình Nguyễn của bà, đình gì cũng bà hết đó. Bà nói toàn trái đất cả chùa nào cũng của bà, hiểu chưa? Toàn trái đất chùa nào cũng của bà, có chưa? Ngoan, ký vô. Nãy giờ bà nói vô hết rồi, ngoan, bà là chứ không ai. Theo trong trái đất mình là mấy cõi hả bà? Cõi gì? Cõi vàng hả? Trên trái đất mình là mấy cõi á? Trời ơi, con hỏi cõi bà không có biết, bà thì bà lớn nhất bà, con đừng có hỏi nó nhiều lắm, mấy trăm cõi hay là cái gì, cõi là cái gì, cái gì hả? Thường thường ta nói ba cõi gì đó bà. Bên ba đạo nó là ba cõi. Bà nói không có cõi gì hết trơn á. Riêng bà đây hả, là ra 100 vị. Đó là ba cõi, ví dụ như bà nói đời ông Cố, đời ông Sơ, đời ông Sẩm của con là gì thôi à. Là ba đời. Hay như ông Sẩm, ông Cố, ông Sơ là ba đời phải không? Cái là ông nội, ông ngoại là cha con là 6 đời. Đó, các bà nói thêm nữa là 9 đời là bà đó, 9 đời, tính đời nhà ông Nguyễn là bà. 9 đời thì con nhân lên là 90 đời, 900 đời, 9 tỷ đời. Là họ Nguyễn ra lâu dữ lắm rồi. Hồi lúc mà bà tiên Quan Âm biển á là kêu trái đất lên là còn tới bây giờ con biết bao nhiêu chưa? Biết bao nhiêu đời luôn, bà đi hoài mà giờ con hỏi bà có biết. Mấy tỷ tỷ năm hả bà? Đúng rồi, trời ơi, con nói hay quá, câu này hay dữ à nghe. Wow. Ô, nãy giờ nói đường câu hay dữ à nghe à. Nhà tiên tổ nó hay dữ à. Khen tổ. Khen có rồi, đưa về nhà tiên tổ là được rồi, ngoan. Gì không kìa? Lì kìa ba. Lì hả? Ba thấy nước nào cũng lì á, ngoan. Ờ, con ngoan mà, lì đâu. Nó nịnh á. Con ngoan mà, đâu có lì đâu không? Bà nói nước nào cũng lì đi. Lựa ngoan lắm rồi, bữa nay lựa hai đứa lại cũng ngoan, bà lại ngoan rồi, ngoan. Trái đất lựa con hả, ngoan, có đứa nói bà trái đất lựa, lựa thì lựa đây, lựa con tới với bà ngoan, gồng đó. Bà nói con hai con gồng đó là, hai ông gồng đó là hai con gồng đó là chùa nào cũng có đó, chùa nào cũng có chứ, hai gồng trên đó, có kêu là Long Phụng Giữ Đình đó bà. Vậy sao? Ở Long Phụng nữa hả? Bà nói gồng Phụng. Bà thấy không? Con thấy em gồng ở dưới nè. Ở trên là Phụng đúng không? Còn kia là hai ông gồng. Em gồng là ở trên, kêu là Long là Phụng dưới này nè, Long ở trên, Phụng ở dưới đó bà. Ngoan, con nói cũng đúng nữa, ký vô à, ngoan. Bà nói con nói sao cũng đúng hết trơn á, là triều đình của bà, triều đình là qua đình phong nữa chưa? Đó, triều còn đình hai ông ngồi đó là hai ông đạo đó. Tiên, ký vô. Hai ông đạo đó bà. Bà nói với cậy mồ nó đi, nó đánh cờ đó. Đừng nói nó. Thằng đạo đánh cờ nữa. Đạo gì đâu, nó chơi cờ bà không thua. Tối ngày đánh cờ hoài, nó bỏ công an chuyện bà giữ cổng đình luôn hả bà? Bà nó kêu giữ cửa đình mà đánh cờ. Thì nãy giờ con vô có hay đâu. Bởi bà không ưa là vậy đó, nó mê cờ. Bà không ưa là vậy đó. Đó, bà nói nó là sai. Tối ngày lo đánh cờ, nó bỏ công ăn việc làm phải không? Còn bà kêu qua là những đứa kia 120 đứa đi làm việc ở nhà đánh cờ hoài vậy đó. Kêu đi làm, nói tụi nhà tôi giữ nhà cho mà giữ nhà đâu. Nãy giờ con vô có hay đâu là vậy đó, nó sai đó. Đó, vậy đó. Tao hai con có đây có nhiệm vụ gì không bà? Có rồi, nãy giờ đi với bà là nhiệm vụ tốt rồi. Được thưởng gì không bà? Có đó, thưởng nhiều lắm, nếu hai đứa chịu tới với bà là có phần thưởng đó. Thưởng gì bà? Để ông vui về. Chờ ông vui về mới được. Cảnh đó mà. Quà gì bật mí rồi kia nghe, đã không bà? Trời ơi, quà gì nữa là quà lớn nhất đây ha, quà lớn nhất bà cho, quà lớn nhất ngoan. Quà lớn nhất là quà gì vậy bà? Thì để lúc chờ ông vui về đi chứ. rồi cấp đó ông vua ban phần thưởng cho. Lúc
lúc đó mới biết. Chứ bà cũng không chưa biết luôn. Biết đó, biết là bà chỉ nói vậy thôi. Bà con nói bà nghe, nói với con bây giờ bà là phải còn ông vua nữa. À, ông thần thưởng là bà giao cho trách nhiệm ông vua. Bà nói kỷ niệm lớn với ông gà với bà, ông gà chấm gà mái vô hết rồi. Gà của bà là gì? Bà nói với con gà nồi phía sau đây, gà nồi đâu nữa. Bà nói với con là phần thưởng bà giao hết cho ông vua với bà chúa rồi, gần bà chúa gần đây nè. Sao mà bà nói bà chú cũng là bà, mà bà kia cũng là bà, sao bà giao bà chúa này như thế nào đó bà? Bà nói là năm bà là năm ngũ hành. À, bà nói hen, bà là một hen, cái là bà chúa là hai phải không, là quan âm là ba phải không, hoàng hậu quan âm là bốn, rồi bà thiên 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 là năm bà đó, qua bà tỷ tỷ nữa, qua ông vua nữa là bảy đó, ngôi vua là số bảy, hiểu không? Đâu bà kể tên năm mẹ ngũ hành như là tên gì hả bà? Trời ơi, bà kể hoài có hết. Năm ngũ hành bà liền ra đi làm một chút xíu nó mới ra ngàn ngũ hành luôn á. Bà kể tên ra những cái bà ngồi trên năm mẹ đó. Bà nói ha, quan âm mẹ đây, quan âm thánh đây, quan âm chúa đây, rồi quan âm ngũ hành đây, ngũ hành là nhiều lắm, nói qua không có hết. Bà liên âm năm ngũ hành mà nhân lên nhiều lắm, con đừng có hỏi. Nó tóm lại là quan âm tiên. Quan âm tiên là quan âm tiên tổ là lớn nhất. Phải chưa? Đừng hỏi nhiều. Tiên tổ đã nhiều rồi, nhiều dữ lắm rồi. Chữ tiên tổ là nhiều và lớn nhất rồi. Ngoan, ký vô. Đó, là vậy đó. Ủa, ký vô là ký gì bà? Hồi nãy giờ bà nói chuyện chỉ là bà kêu ở trên ký, ở trên kia kìa. Hay là ông vua ký. Đó, ở trên triều đình, triều tiên của bà. À, nãy giờ là là nói gì ra là bên là nãy giờ là bên triều ký hết. Ký vô đúng không? Bên nhà vua ký, khoan, bà vua đây, bà tiên tổ ký. Vậy là nãy là nói hai bà là bên trên là ký rồi đúng không? Phải không? Bà nói là truyền thuyết của bà có. Lịch sử của bà có, hiểu chưa? Con có xem lịch sử chưa? Vô chỗ xem lịch sử đi đó. Lịch sử quay đó, đó là lịch sử quay tròn. Như bà đỉnh về cái một cái bài khác được không bà? Bà nào cũng như là như là mẹ mẫu Du Trì đi. Lại đằng kia nói đi. Lại đằng kia đi, quay cảnh khác đi, lại đằng kia chút xíu đi. Rồi. Chiều nay chịu khó quay tới năm cảnh đi ha. Cảnh này cảnh kia cảnh nọ. Vậy là thôi mình kết thúc cái này ha bà. Ngoan bà với con, bà với con kết thúc tại chỗ rồi, này. Chào bà luôn bà ơi. Ngoan. Ngoan. Vui quá.